Nữa hả? Uầy, cái gì đây? Cái gì đây? Uầy, chị ơi, chị làm em sợ quá nhở? Nốc một đứa. Rồi, chuẩn bị này. Chuẩn bị xem nốc đứa thứ hai nhỉ mọi người. Uầy, kia rồi. Xong luôn một mạng đầu tiên nhá, nốc đứa thứ hai rồi. Hay quá nhở? Double kill ngon lành. Thanh niên này nữa hả? Thôi xong rồi, kiểu này là chú chết với anh rồi nhá. Yes, water kill. Uầy, phải trưởng thật. Mua nick Free Fire lên quân, tới ngay sucsikẹo.vn đền bù 100% với tài khoản lỗi. Hello ơi, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha anh em ơi. Và ngày hôm nay vẫn là nhân vật Avaro, và chúng ta sẽ cùng chơi chung trong chế độ đó là tử chiến nha mọi người ơi. Ok này, tất nhiên là Kẹo sẽ không xài súng rồi anh em ơi, chúng ta sẽ xài lựu đạn. Vâng, thì đối với những cái loại vũ khí sát thương nổ thì Avaro chính là một dân chơi trong làng ném lựu luôn anh em ơi. Ok này, thì cái nhân vật này nó sẽ hỗ trợ cho anh em đó là tăng sát thương cũng như là tầm xa của vũ khí nổ. Phải nói là một tính năng rất là ngon luôn anh em ơi. Uầy, hello. Uầy, kê vậy? Hai đứa luôn cả. Ai, xuống dưới hả? Làm sao em ơi? Chạy đâu hả em ơi? Thôi xong thằng này. Uầy, nó né mất hai quả lựu của mình rồi. Cay cú vãi trưởng. Lên trên đầm nó luôn anh em ơi. Mình có ép thêm tính năng của clan ấy mà. Mất dậy à? Mày dám né lựu của anh à? Làm sao? Nằm này, coi chừng nhá, vỡ đầu luôn. Thằng bạn nó kia anh em, thằng bạn nó này, xong luôn này. Úi dồi, vui nhỉ. Xong cho em, double kill luôn. Rồi nhá, anh lại sợ cơ chủ quá cơ, nữa hả? Uầy anh em ơi, dựng nhanh quả bóng keo. Qua vả nó luôn nhỉ. Vãi cả trưởng này, thôi xong một đấm luôn. 440 đam, vỡ đầu, triple kill. Anh em ơi, thằng cuối đâu? Thằng cuối đâu làm cái qua ra kill nhở? Vãi nổi. Nó ngay ngoài anh em ơi. Chạy qua vả nó luôn xem như nào nhỉ. Đây trong này vẫn là mái tóc hầu gái hả? Làm sao em ơi, đứng lại. Đứng lại nhanh, đứng lại nhanh. A đủ. Làm sao? Đứng lại đi em ơi. Uầy, thích tóc xanh à? A đủ. Tóc xanh chứng tỏ vợ anh à? Xong chưa, chiến thắng. Xong luôn game 1 anh em ơi. Rất là dễ dàng nha mọi người. Chúng ta đến với game 2, vòng 2 trên 7 đây rồi. Ok, tất nhiên là mình sẽ lại chơi lựu thôi anh em ơi. Tầm này là mua full lựu đạn luôn nha mọi người. Ok, chúng ta có 12 trái lựu này. Yes, vài giây nữa thôi sẽ tiếp tục chiến đấu luôn anh em. Uầy, tôi lại sợ công quá cơ nhở. Avaro là một dân chơi trong làng ném lựu mà. Sao phải ngại 4 Katana phải không anh em ơi. Lên trên và chuẩn bị chiến thức nào. Uầy, vãi lúa. Phía trước có người anh em ơi. Nên là anh em ơi, né né ra tí đấy. Quan trọng lượn lờ xem là check địa điểm của địch cái đã. Không, vòng 2 rồi, chúng nó có súng ngon rồi, chúng nó bắn cho vỡ đầu luôn anh em ơi. Chứ không phải là những cái khẩu súng lục như kiểu là vòng 1 trên 7 nữa. Vòng 2 này chúng nó xài toàn súng xịn thì cơ mà. Vỡ mồm. Ăn đủ. Chúng nó chạy một vòng cả. Câu mấy quả lựu đạn lên trên con nào xem có ai không. Ui, vãi lúa anh ơi. Anh ơi, anh ơi, tha cho em cái này. Vào đây anh ơi, vào đây anh ơi. Hóng coi. Uầy, gì nữa hả? Thôi xong thằng bé kia. Uầy, lại nốc nữa nè. Nốc luôn hai đứa này. Xong double kill. Nhẹ nhàng và tình cảm phải không nào? À, trước mặt có là một đứa, ok. Tưởng gì cơ, thì ra là trước mặt có là một đứa hả? Bây giờ là Kẹo đẩy qua luôn, chứ Kẹo làm sao mà phải ngại nó, phải không anh em ơi? Một thằng nữa thôi anh em ơi. Rồi nhá, Kẹo quần máu full cái đã anh em ơi. Ten ten, let's go, qua luôn vả nó nhỉ. Hello bạn ơi. Hello hello, à đây ạ. Uầy, ăn no lựu đi em ơi. Anh còn 4 trái lựu nha em. Chạy đâu hả em ơi, chạy đâu cho thoát hả em ơi, làm sao. Uầy, yes, chiến thắng luôn. Tuyệt vời ông mặt trời nhở. Đến với vòng 3 trên 7 rồi anh em ơi. Vòng thứ 3 trong 7 vòng đây. Ok, mà nếu như mà anh em chiến thắng 4 vòng liên tiếp là win luôn, không cần phải nói nhiều. Chúng ta có 13 trái lựu trong game 3 này. Ok, bình tĩnh nào anh em ơi, khởi động sương sương thôi nào. Và chúng ta chuẩn bị là lên đường anh em. Let's go. Hello. Hello các bạn đâu rồi? Các bạn có muốn ăn lựu nữa không hả? Hôm nay là mình sẽ đãi các bạn một bữa tiệc lựu đạn luôn. Đấy, các bạn có sợ không? Uầy, vãi lúa. Ê, câu lựu ra ngoài cái nào. Làm sao? Các bạn có biết sợ không hả? Mình cho các bạn ăn no lựu bây giờ. Nữa hả? Uầy, cái gì đây? Cái gì đây? Uầy, chị ơi, chị làm em sợ quá nhở. Nốc một đứa. Rồi, chuẩn bị này. Chuẩn bị xem nốc đứa thứ hai nhỉ mọi người. Uầy, kia rồi. Xong luôn một mạng đầu tiên nhá. Nốc đứa thứ hai rồi. Hay quá nhở. Double kill ngon lành.
thanh niên này nữa hả? Thôi xong rồi, kiểu này là chú chết với anh rồi nha. Yes, Waterkill. Uầy, phải trưởng thật. Lần đầu tiên mình được Waterkill trong tử chiến luôn anh em ơi. Dã man với con nhân vật là Alvaro, khả năng cân team squad anh em ơi. Một mình cân squad với những trái liệu Waterkill. Thề luôn, cảm xúc của kẹo lúc này đang dâng trào rồi anh em ơi. Uầy, vai trưởng thật Waterkill. Thật sự là quá là xuất sắc phải không mọi người ơi. 18 quả liệu nữa nè. Ok. Vòng 4 rồi, vòng cuối cùng rồi anh em ơi. Tiếp tục với dân chơi liệu Alvaro. Xem như nào, vả luôn cho nó nhỉ anh em ơi. Hello. Các bạn đâu cả rồi, đây. Mình sẽ xem như nào, mình clear các bạn luôn nhá. Đây rồi nè. Cái gì đây? 4 đứa luôn cả. Ăn no liệu đi mấy đứa ơi, làm sao? Chạy đâu hả? Anh lại sợ cơ chúng quá cơ này. Cái gì cơ, làm sao muốn cái gì? Qua đây chặn đầu nó. Uầy, chơi nốc thằng nào luôn. Phải trưởng, phần này hơi căng. Cái gì? Chạy đâu hả? Uầy, câu lại qua cơ. Rồi ok, nốc 1. Uầy, đồng đội mình trận này bắn gắt vãi trưởng rồi anh em ơi. Vãi, cái gì đây? Có đứa ở trên à? Hơi kinh. Ok, one kill. Sợ quá nhỉ thằng cuối này. Ném ngay quả liệu lên nhỉ anh em ơi. Úi dồi, chạy vào trong nhanh. Ok. Yes, double kill. Phê quá nhỉ anh em ơi, bao cha. Win rồi. À, nhớ ra là mình còn nhiều liệu đạn phết anh em ơi, nên là xả hàng hết liệu đạn luôn nè. Ui, vô cùng là nhiều liệu đạn phải không mọi người? Yes. Và đây chúng ta sẽ lại chơi thêm một trận tử chiến nữa với con nhân vật Alvaro nha mọi người. Ok nhá, bình tĩnh nào. Let's go anh em. Hello. Có ai đây không vậy? Đây ok. Game đầu tiên mình có mỗi 2 quả liệu thôi. Cái gì đấy? Chạy đâu hả em ơi? Ui, vãi. Câu gì qua anh em? Nhanh nào, chờ chúng nó chạy qua nào. Thôi xong rồi. Kiểu này là uổng 2 quả liệu rồi anh em ơi. Thế thì chạy qua đấm tay nó luôn. Mày à, mày tính mất dạy với anh à? Solo luôn anh em ơi. Anh lại ngại chú quá cơ. Đứng lại này. Một cú đấm nữa thôi. Một đấm nữa lên bảng này. Chạy nhanh không đai này. Một đấm nữa lên bảng này. Làm sao? Uầy, làm sao? Thích hổ báo không hả? Ok, nó một này. Thằng nữa này. Đồng đội bắn gục luôn, nhanh quá nhỉ anh em. Thế là còn lại một thằng thôi à? À, game này còn lại một thằng thôi anh em ơi. Xem như nào, qua vả nó nhỉ. Uầy, xong chưa? Một thằng nữa thôi anh em ơi. Yes. Ok, chiến thắng xong vòng 1 nha mọi người. Đến với vòng 2 của trận đấu tử chiến này. Tất nhiên là mình sẽ lại chơi liệu thôi anh em ơi. Vứt súng lục ra và hoàn toàn không sử dụng thêm bất cứ vũ khí nào nữa nha anh em. Ai, chuẩn bị là 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chúng ta lên đường chiến thôi nhỉ mọi người. Hello, ở đây thì còn ai không vậy ta? Chuẩn bị xem như nào, mình lên trên luôn nhỉ anh em ơi. Rồi nhá, trận tử chiến nào thì game 1 mình cũng nghèo dã man luôn anh em ơi. Đến game 2 là có nhiều liệu hơn rồi, nên là ngại gì bố con thằng nào phải không anh em ơi. Nào, lên trên cái coi này. Ok, 8 quả liệu. À, có đứa trên tầng à? Có đứa ở dưới luôn cả. Câu liệu lên làm sao? Chạy đi em ơi. Anh xem các chú chạy đâu này. Ui, hình như là hơi bị phí phạm pha này rồi nha anh em ơi. Tốn liệu đạn rồi, giờ có mỗi 3 trái này. Vãi trưởng, không có mình. Lên trên con nào mọi người, mình nghĩ là thằng bé chơi tầng 3 thôi anh em ơi. Uầy, đây rồi, thì ra là chú đấy à. Uầy, xong luôn, nằm luôn, lú như con cú luôn này. Ok này, one kill dành cho kẹo anh em ơi, ngon lành. Và đây thì mới chỉ là vòng 2 thôi anh em ơi, team địch còn lại 2 thanh niên nữa cơ. Rồi nhá, để coi nào, xem như nào, let's go cái nhỉ mọi người. Hello, à, ở dưới à, kia rồi. Hình như là anh thấy các chú rồi. Trên tầng thì phải anh em ơi. Ok. Vậy là còn lại đúng một đứa thôi cả. Uầy, xong luôn hả? Ngon. Vâng anh em ơi, đến với game 3 trên 7 của trận đấu này. Phật kẹo thì vừa mua full liệu đạn rồi nha mọi người. Chúng ta có 11 trái liệu ở trong vòng 3 này nhá. Vâng, và chuẩn bị là chiến đấu ở cảng lớn thế nào. Tất cả đồng đội của kẹo đã sẵn sàng rồi. Nếu mà anh em muốn sang nhân vật Alvaro giống như kẹo cân team squad bằng liệu đạn như này thì các bạn sẽ cần sự hỗ trợ từ đồng đội rất là nhiều luôn nha anh em. Các bạn là đôi khi là chúng ta nên núp phía sau đồng đội chẳng hạn đấy, cũng là một chiến thuật vô cùng là an toàn. Bởi vì công việc của anh em đó là shipper liệu trong team mà. À đủ, hình như là game này mấy bọn kia bị AFK. Vãi trưởng, chúng nó thoát trận không chơi nữa thì phải. Ấy thôi xong.
kiểu này là lại dùng liệu cân squat rồi mọi người. Ây, xem là cơ chú trốn đâu này. Làm sao? Knock 1 này. Kill đầu tiên này. Ba thằng nữa hả? Ui rồi, double kill. Ngon lành anh em. Vâng, vòng ma này thì cực kỳ nhàn rồi. Chắc là chúng nó chơi game hơi nản nên là mấy đứa là rủ nhau là treo máy luôn anh em ơi. Không thèm chơi luôn cơ. Đấy, bọn này chảnh chó thật. Được rồi, không biết là vòng 4 thì chúng nó còn treo máy nữa không nhở? Chuẩn bị xem như nào, chạy qua thôi anh em ơi. Một giây cuối cùng và chúng ta lên đường với con nhân vật Avaro anh em ơi. Cầm liệu và cân cả team squad luôn, không cần phải ngại ai nha. Hello. Có khi nào chúng nó còn chưa ra khỏi nhà không anh em? Chạy qua nhà địch xem là như nào anh em ơi. Game cuối rồi. Ui, ba đứa này, vãi cả trưởng. Làm sao đấy hả? Thôi xong rồi. Knock này. Và triple kill, 3 kill rồi mọi người ơi, thằng cuối. Đây à? Ui, nó cầm MP40 anh em ơi. Né nó ra, nó cầm MP40 này. Vãi lúa thật, ăn liệu không em? Ui rồi. Yes, win rồi anh em ơi. Lại bo ra top 1 nữa rồi. Xả hàng lựu đạn nào rất là nhiều lựu đạn nha anh em. Giờ thì bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nhé.